về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người là yêu thương quan tâm hơn ta một thế vương xa. Dần lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, hoạt tình chưa yên nên vương chuyên mi giọt buồn chất tràn. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mối tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm ai phong những tim đã tan. Hey, sao băng và nhạc lệ vẫn là một câu nói quen thuộc, xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em nha. Hai nàng tiên áo trắng hôm nay gửi tới lời chào đến tất cả anh chị ạ, và cùng chia sẻ cùng lá nhiệt tình cho hai cô nàng được không ạ? Yeah, được đấy. Một ca khúc rất lâu rồi không hát anh chị ơi, Đế Phương. Yeah. Bậc quân vương mang trong con tim hình hai đất nước, hình hai đất nước. Ngỡ như dân nam ta sẽ chẳng bao giờ buồn, chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Yeah. Trời cao như đang trông người thân ta khi bông hoa ấy, khi bông hoa ấy. Cho mang con tim trao cho một nam nhân thường, một nam nhân thường. Giật lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến anh luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người là yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương xa. Dần lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chất tràn. Thành lòng vung tay cho anh ra đi với mối tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm oai phong những tim đã tan. Trần, chị Nguyên Nguyên, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, xin chào tất cả các chị nha. Đừng quên chia sẻ cho hai chị em Sa Băng và Nhật Lệ được không ạ? Đấy, 25 tháng 5 một ngày rất là đẹp đúng không ạ? Và em mong là lên con số 5 nha anh chị nhá. Hôm nay xin thẳng luôn. Dạ, các chị ơi, bên ngoài cái trang này sẽ có cái FC, các chị bấm tham gia vào nha. Vực quân vương mang trong con tim hình hai đất nước, hình hai đất nước. Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn, chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang trông người thân ta khi bông hoa ấy, khi bông hoa ấy. Cho mang con tim trao cho một nam nhân thường, dành lòng ta bán cho bông hoa thơm hồi về cung tâm, khiến anh luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người là yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương xa. Dập lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, khi nước chưa tàn. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chất tràn, giọt buồn chất tràn. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mối tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm oai phong như tim đã tan. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người là yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương xa. Giật lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, khi nước chưa tàn. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chất tràn, giọt buồn chất tràn. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mối tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm oai phong những tim đã tan. Số 3 đi chị yêu ơi. Hello chị Hà Phương, anh Dân Trần Thủy Đàm Gia Lư. Hay quá Băng Lệ ơi, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Đọc mấy cái comment này đó mê quá. Bài đầu tiên số 3 quá rực rỡ chị ơi. Bài số 2, số 5 anh chị nhá. Ok. Và bài số 3 lên số mấy thì em chưa hình dung được. Anh chị lên nhạc đi ạ. Chào anh Phan Tân, chị Tuyết Trương ạ. Luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Hôm nay rực rỡ đấy. Hôm nay em nghĩ là anh chị rồi. Đang sung rồi đấy. Lên luôn anh chị ơi, một ca khúc đang rất là hot anh chị nhá. Thả tim thả lại cho hai em gái đi ạ anh chị ơi. Khi màn đêm vừa buông, mưa vừa tuôn ở trên mái hiên em vẫn cứ hoang. Xung còn vương hàng trăm nỗi đau như keo em xuống, nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn xoay đá. Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu, đi về đâu. Sóng gió muôn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu.
chút suy tư em không cho mình đâu. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ơi, dành cả tương lai đôi lưỡi nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn giữa đêm dài. Hey! Dạ vũ. Đã đi hỏi chị ca khúc gì. Dạ vũ hay quá, cảm ơn tất cả anh chị. Các chị đừng quên like cũng như là chia sẻ cho hai chị em nhé chị nhé. Bài tủ chiêu chiêu dạ. Hello chị Nguyễn Dung. Hello Nguyễn Dung à, em hay chị ta. Mấy bữa giờ lại quên rồi. Cứ chị đi. Chị đi. Hello Biển San. Cảm ơn rất nhiều anh chị ạ. Chào tất cả các anh chị đang vào với live stream cho buổi tối hôm nay ạ. Thích nhờ là hẹn với dòng Lam rồi biết rồi. Màn đêm ôm lấy em, giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm em. Một hàng mi lấm lem, ngã lưng lên nỗi buồn chẳng thể đong đếm. Chân trời xa vắng được con tim em đi về đâu? Sóng gió mòn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu. Chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đau. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ai, dành cả tương lai đôi lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn giữa đêm dài. Cảm ơn tất cả các chị lên 3.300 rồi. Rất là nhanh, cảm ơn tình cảm của các chị rất là nhiều nha. Hát tuyệt vời luôn anh chị ơi. Tiếp tục là một bài hát gì nữa à? Em, chúng em cũng thích anh chị nhất. Thích lên like lắm các chị. Gần tới giờ like thì em rất là nôn nóng. Cho nhanh tới 9 giờ để lên live hát với các anh chị nè. 9 giờ anh chị mới thấy chúng em like, nhưng mà 8 giờ chúng em đã ngồi đây để chuẩn bị cho anh chị rồi đấy ạ. Nhất là lẹ 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 về sớm lắm ấy. Yeah. Em lúc nào cũng đến sớm nhất anh chị ạ. Ok, tiếp tục. Lên luôn nào. Cảm ơn chị Kim Lê, chị rất nhiều anh chị em không kịp đọc luôn á. Lỡ hẹn với dòng Lam Remix à. Dạ, hello anh Nam Bùi Philip nha, chị Hoa Nguyễn nè. Số 4 nào cả nhà mình ơi. Cả nhà cứ yêu cầu bài hát thì tụi em hát, tụi em hát, hát liền, hát liền. Hát liền luôn. Hai hạt giống của Duy Trinh. Hai hạt giống này đang nảy mầm anh chị ạ. Dạ, bên Duy Trinh nhiều hạt giống lắm anh chị ơi. Rất là nhiều nha. Không phải không chỉ hai hạt này đâu. Chị hóng từ 19 giờ. Wow, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Hello Hồ Thuận nha. Hello Yến Hải nha. Legend. Đừng buồn anh hỡi, khi nỡ nói yêu em rồi. Em rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Quên đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi, giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ. Chót yêu dại khờ. Và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên, anh sẽ không quên giây phút bên nhau, giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ơi. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết xin tặng em. Và anh biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình dặn dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu rơi lưới.
Nguyễn, cảm ơn lên Cao Thiên Lý Nguyễn. Các anh chị FC của em ơi, chị Hòa Lê có thấy chị nha. FC của Sa Băng đâu ạ, à? FC của Nhật Lệ đâu ạ, à? Và tất cả các chị em của FC DC đâu ạ, à? Cho chúng em thấy sức mạnh của anh chị đi ạ. Hello chị Trang, hello chị Hoa, Hoa Lê, Hòa Lê, nhiều nhiều ạ, nhiều. Hẹn ước từ hư vô, chắc phải kêu rất là remix cái bài đấy nhỉ. Ok luôn. Cảm ơn Kim Đặng, Trần Tâm, Xuân Hùng, Hùng Nguyễn, Cố Đình Đình, Rose Rose. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, dại khờ. Và bằng đã biết, biết bằng sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh Lệ ơi. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ơi. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca anh viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, giờ thì em chẳng trách anh nữa. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rồi lỡ. Sắp số 4 rồi á. Biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ xa băng. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca anh viết xin tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rồi lỡ. Một thời đã xa, lên con số 4 đi ạ. Yêu các chị rất là nhiều luôn. Thả tim. Sau bài hát tiếng bài tiếng Trung đi. Ok, tí xíu này em sẽ hát dành tặng nhờ các chị bài tiếng Trung ha. Lên bài gì để con số 4 được anh chị nhờ? Anh chị lên bài gì đi. Hát nhạc mình đi cho máu đi. Ừ. Remix đâu? Ok. Một ca khúc này em nghĩ là không lên số 4 thì hơi phí anh chị ạ. À, anh chị nghe xem bài gì nhá. Cảm ơn chị Ruby, chị Huyền Mai, anh Tâm Văn Trần. Ai sách đi đâu ấy? Ok, xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều nha. Chờ tụi em một tí xíu nha. Anh chị lên nhạc đi để em đọc nào anh chị ơi. Cảm ơn chị Phương Nguyễn, anh Michael Phạm ạ, chị Phan Trà My ạ, chị Phượng Vũ. Cảm ơn tất cả anh chị đang vào với live stream trong buổi tối ngày hôm nay. Và một ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc rất là hay anh chị nhá. Anh chị chờ xem là chúng em đang chuẩn bị ca khúc gì cho anh chị nhá. Và nói thế thôi, còn chưa biết là chuẩn bị bài gì đấy anh chị ạ. Tìm muốn xỉu luôn. Tặng team cho hai người nhé. Cảm ơn tất cả anh chị, chúng em đã nhận được team của anh chị rồi nhá. Vì yêu nó cho nó máu đi. Ok. Không phải chọn nhiều, cứ yêu là lên hát luôn đúng không ạ? Thật đáng yêu ạ, cảm ơn anh chị. Anh chị lên những bó hoa tặng chúng em đi. Lên 1000 chia sẻ đó anh chị yêu ơi. Ok, bây giờ chúng ta lên con số 4 đầu tiên. Chúng ta lên số 41, 42, 43, 44, lên tới 50 luôn nha các chị nhá. Hơi thầm dạo này Facebook hơi bóp. Nhưng mà các anh chị, em tin tưởng các anh chị sức mạnh vô địch. Chưa vào được. Như nhau ngày ấy, tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, bay xa tầm tay.
bắn mà ai ai đợi ai quăng lộn này qua đây. Ok, xin gửi cả cáo lỗi với tất cả các cáo chị. Cáo lỗi với anh chị. À, nhầm sang Đông Nam anh chị bảo sao mà lót mãi không vào được bài hát. Kiểu giờ nó lạ lạ. Run. Nhạc di chuyển khắp nơi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Mắt em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối. Rõ đưa anh quay về chung em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn em vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa ở nơi đâu em xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nhìn chung không xa cách tôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ giữ em sang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mơ trong lòng giông tố giấc mơ sao chưa giữ nỗi buồn. Yeah, xin số 4 lên hẳn 4.1. À, 4.2 đi ạ, 4.2 đi ạ, các chị ơi, 4.2 nhá. Đó, xin luôn 4.2 luôn. Lên luôn rồi, trời ơi, bây giờ mình lên 4.3 nhá. Dạ, 4.3 đi chị ơi. Hơi tham lam một chút. Yeah, cảm ơn Hà, chị Hà Nguyễn ạ. Hai giọng ca này là kết hợp là mê luôn à. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mình thích bài này, ok Nguyễn Dung, thích thì chị nhiều hơn nha. Yêu dù là xa ở nơi đâu em xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nhìn chung không xa cách tôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mơ trong lòng giông tố giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Xa ở nơi đâu em xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nhìn chung không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi anh vì tình yêu lệ sẽ chờ em ra vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình em tìm bóng anh như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mơ trong lòng giông tố giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Sao chưa dứt nỗi buồn, giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. À, ai chưa tình được mãi à? Dạ ok. Bài đó lâu rồi không hát. Lâu quá. À. Anh chị thích là được. Lên luôn anh chị ơi. Máu chưa? anh Phú Cần Nguyễn cứ lên lại bình luận đi để em xem là bài gì nào. Bình luận đi, đôi khi chúng em không hát được bởi vì là một là không có nhạc, hai là không biết hát anh chị ạ. Yeah. Không biết hát thì bữa sau rồi em sẽ cố gắng tập nhá. Nếu mà các chị yêu cầu bài đó rất là nhiều ha. Theo chị Ngọc Giàu ạ, chị Nguyệt, anh chị Nguyên Vũ ạ, cảm ơn tất cả anh chị ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Bình minh ơi dậy chưa? Rất là hay chị ơi. Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Trôi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Xoay thì cứ xoay, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống
trong khổ đau, đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toan tính. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì sự mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vô bờ gian gian xiêu xiêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. 4,4 quá tuyệt vời chị ơi, lên con số 5 tuyệt vời nữa chị ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Ai chung tình được mãi nhỉ? Có Sa Băng, Nhật Lệ và tất cả các chị đúng không? Có tất cả yêu anh chị yêu ở đây, không có sợ ma thế anh chị ạ. Ma nó phải sợ mình anh chị ạ, đúng không ạ? Không sợ ma hả? Tí xíu nữa sợ. Đôi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Khổ đau. Đôi chân mang lang thinh thương một người không hề toan tính. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì riêng mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ, sợ cô đơn, sợ con ma, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vơ vơ gian gian xiêu xiêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn, sợ con ma. Dù từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ, sợ con ma, sợ Sa Băng, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ gian gian xiêu xiêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi ai, đâu ai chung tình được mãi. À, yêu cầu bài tình anh, yêu cầu lần này nữa không được là nghỉ luôn hả? Trời ơi, hát luôn, hát luôn. Cái bài đó em hát hơi dở xíu kẹt, có gì em bơi theo lệ cũng được ha. Chứ để anh thôi luôn. Không hát bài gì nữa đây, chuyển tường tình thế thôi. Hát cái bài đó rồi mình bây giờ lại, nó hôm nay giật mà bận quá em quên. Sorry các anh chị, cực kỳ nha. Hôm nay view tuyệt vời của anh chị ạ, cảm ơn anh chị yêu của em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lên con số 5 nha các chị ơi. Các chị cố gắng lên con số 5 cho Sa Băng và giờ lại có tinh thần nha các chị. 4,5 rồi. Ôi ôi. Đó anh chị cứ lên từng bậc thôi cũng được anh chị ạ. Không cần lên một phát đâu. Đang lên từng một, từng bậc để chúng em gọi là đỡ sốc anh chị. Lên là gọi là vui từ từ thôi đúng không anh chị? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là con thuyền cô đơn đi. Anh chị cứ lên nhạc của mình đi nhá. Để chúng em sẽ gọi là để tìm xem bài nào nào. Bài gì đấy anh chị? Đấy, tình anh đấy ạ. Bài này lâu rồi không hát đúng không ạ? Hát bài Bất Quá Nhân Gian em ơi. Ok chị nha.
Hôm nay thì sao mình tìm quẩy tung nóc nhà với anh chị luôn này. Bấm cho nên nó không ra luôn chứ. Sao vậy đây hôm này? Hôm nay nó vấn đề. FC Nhật Lệ đâu rồi? FC Sao Băng đâu rồi? Và ủng hộ hai em bé đi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. FC 1111 đâu rồi ạ? Yeah. Tiếp tục chia sẻ lên con số 5 yêu thương nè các chị. Cảm ơn Thủy Bùi. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi, ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hai sông đang lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó vắng có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đâm lệ rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão tan có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em không ồn nào sóng cả chỉ hiền hòa yên ả nàng tình em bên anh tình em tình anh ấy tình anh chị em được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Lên 2k chia sẻ nào anh chị ơi. Sắp được rồi nhở. Sắp. Các chị ơi, mỗi người cho tụi em một lượt like nha. Để chúng ta vừa like vừa nhiều lượt chia sẻ. Để chúng ta comment không bị ẩn cái comment của mình nha. Ngày em đi để mình anh đứng đó, đứng đó. Em có nghe lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ rơi vì người đi mãi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không ồn nào sóng cả chỉ hiền hòa yên ả nàng tình em. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão giá có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em không ồn nào sóng cả chỉ hiền hòa yên ả tình lệ băng. Yeah. Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Bài này cũng hay lắm nha. Cảm ơn tất cả các chị yêu cầu một bài để em biết hát là tụi em sẽ cố gắng hát phục vụ các chị nha. Mặc dù là sức khỏe sẽ có ngày khỏe, có ngày hơi yếu yếu nhưng không sao, các chị cổ vũ tinh thần cực kỳ là mạnh lên là ok rồi ha. Có kem chống nắng, có kem body, anh chị chờ em chúng em một chút thôi, chúng em sẽ tư vấn cho anh chị nhá. Yeah. Tiếp tục chia sẻ cho Sa Băng và Nhật Lệ nha các chị ơi. Ok, và một bài hát tiếp theo, hát tiếng Trung là hát luôn, hát liền. Hát luôn không để lâu, các chị buồn. Em sợ nhất là các anh chị buồn á. Vô nha. Rần sông Phú Giang, nghiêng duyên tơ xa. Trông lại Phú Giang mấy yêu bị phân thang. Xin cho nó mừng trong tí thì vẫn chi dân hàng. Xin chào ơ mừng trong tớ thiên thang. Rần sông vẫn lại, thai tua tơ can sàng. Phú bị dài răng dán lại trăng leo hò. Hoàn toàn lửa trắng mong
Ngồi với Nhật Lệ. Dạ, cảm ơn Sunny. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh ạ. Thích nghe hai cô hát, cô gái này hát và tư vấn duyên chứ không. Dạ, em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị. Miễn là anh chị yêu thương là chúng em sẽ có nhiều cái động lực hơn để hát cho anh chị nghe đấy ạ. Và rất là cảm ơn anh chị, khi mà chúng em hát thì anh chị vẫn để lại số điện thoại của mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã tin tưởng và ủng hộ cho hai em trong buổi tối hôm nay ạ. Buồn quá, hát bài cho nó vui lên nhỉ. Để các chị vật lên con số 3 nào. Ok em luôn. Các anh chị giật lên cái số 3 này này. Ấy. Bài gì bây giờ? Bài gì bây giờ? Tìm. Có bài gì hay lắm mà nhạc mới á. Mình có nhân gian đi. Có nhân gian gì mất tiêu rồi. Ôi lạ nhỉ. Mai alo hỏi với Linh coi. Thảo Mộc tăng cân trẻ em, anh Phú Hoàng Ngân cho em xin số nhá. Tăng cân trẻ em từ 7 đến 12 tuổi là sẽ dùng một hộp trong vòng 2 tháng là 350.000 nhá. Cảm ơn anh Trần Ngọc Hòa này, luôn mỗi nhìn thấy anh này. Ok, anh Phú Hoàng Ngân đã có số điện thoại. Cảm ơn anh ạ. Đúng là cặp đôi hoàn hảo. Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều. Mỗi tội là không yêu được nhau thôi. Hoa Hải Đường. Hoa Hải Đường hả? Hoa Hải Đường nhạc xấu lắm có. Anh chị. Nhạc xấu thiệt sự. Nhạc xấu lắm. Vui lắm nha. Đó. Nói chung là chúng em chỉ mong muốn anh chị khi mà vào live với chúng em thì sẽ thật là vui. Đúng không ạ? Đúng rồi, cái bài hát. Trước khi đi ngủ mà xem live mà không vui là mất giấc ngủ của anh chị đấy ạ. Nên là chúng em lúc nào cũng phải muốn anh chị thật là vui này, sảng khoái cũng như là thoải mái tinh thần trước khi mà mình đi vào một cái giấc ngủ, đúng không ạ? Cảm ơn anh Tú Guitar đã có số điện thoại ạ. Bài gì vậy? Giật cả mình. Trời đấy, giật mình ạ. Giật mình luôn anh chị. Trên cả tuyệt vời, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Sunny ạ. Nói chung là anh chị lúc nào cũng dành những lời khen ưu ái dành cho chúng em á. Cảm ơn anh. To đây, đấy, tiếng cái kia hơi to đấy. Máu lên anh chị ơi. Phú Hoàng Ngân hay hộp tăng cân đúng không ạ? Hay hộp tăng cân thì sẽ giảm cho anh từ 700 xuống khoảng 600 nhé. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này,
không buông tay. Để cho em khóc, khóc thêm một lần nữa thôi, thôi thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em, anh đã đi tìm? Như em từng mơ, em từng khóc vì ơi. Có rơi lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì ơi. Yeah. Ok, tất cả anh chị đã có số điện thoại, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Bài này bữa giờ các chị yêu cầu rất là nhiều rồi mà quên, em cứ nói qua nói lại em quên luôn. Sorry các chị, bây giờ em đền đáp cho chị nha. Chị gọi tên em nữa đi ạ. Hello, chị guitar gì đó. Thanh Tú guitar. Gọi luôn có gì đâu ạ. Gọi tên em trong đêm đúng không? Vậy là kết thúc. Sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây đang mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu? Trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em, anh đã đi tìm? Như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Có rơi lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối sẽ thôi khóc vì anh. Có bao giờ anh nghĩ về em không, về những đắng cay em đang gánh chịu? Kể em từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phải nhỏ. Có rơi lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc. Đâu mà. Cảm ơn anh chị ạ. Cặp đôi hoàn hảo. Dạ cảm ơn Trần Thúy. Hello bé Úc Thượng nè. Nam Định, Bình Thuận. Chào anh chị nha. Gì Huỳnh Vạn à? Băng ơi, anh yêu em được không? Dạ được. Ok anh cứ yêu được em ạ. Đi. Tưởng gì chứ, tưởng anh hỏi là anh ghét em được không thì hơi buồn. Còn anh yêu em được không hoặc là các chị yêu em được không thì các anh cứ yêu thoải mái đi chị ơi. Quý em, yêu chúng em là quá là tốt rồi anh chị em ạ. Quá là vui luôn á. Quá là may mắn rồi đúng không? Anh chị phải yêu thương thì anh chị mới yêu chứ đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn anh chị ạ. Quá chuyện quá đúng rồi. Đang màu hai bài nữa hả? Một bài nữa đi anh chị ạ. Hôm nay anh chị gọi là yêu thương chúng em quá nên chúng em cũng phải dành tặng những bài hát thật là hay đến anh chị ạ. Cảm ơn chị Kim Quế nhá. Anh Tú guitar là ở đâu nhỉ? Gần mình à? Gần mình à? Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Chia sẻ lên 2.000 các chị ơi. Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi
hãy ở yên, em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đó. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chỗ này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Hello Kim Quế, phê chữ E kéo dài đúng không anh? To à? Đúng rồi, Trần Hòa chứ. Đeo tay nghe mà cho nó máu ấy chị ạ. Niềm riêng, à bài đó em phải nghe lại nha bé Sony ơi. Cảm ơn chị Hương ạ. Cảm ơn anh trai Danh Trần. Em ơi, chất giọng kìa, có phải mình mơ không? Cảm ơn những lời khen có cánh của anh chị ạ. Thích giọng hát của chị lệ quá này, đấy, anh Tú nè. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vì những ngày vui anh về nơi đó. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chỗ này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây. Người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, lúc buồn. Vậy những ngày vui anh về nơi đó. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chỗ này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao anh yêu em như vậy. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn anh Danny Nguyễn nè. Cảm ơn lại Nguyễn. Collagen sủi 1 triệu mốt một hộp. Collagen DC Plus 790.000 một hộp anh chị nhá. Kêu hai chị em mình hát bài anh muốn sống sao. Cái anh kia nói không nói. Anh Nguyễn Vinh Vĩnh nè. Anh nói là anh không nói. Em muốn sống sao kệ em chứ anh không nói. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Collagen thì hiện tại đang có cái chương trình đó là collagen sủi anh chị ơi. Collagen sủi anh chị mua 3 được tặng 1 và trừ 166.000 đồng. Còn collagen DC Plus này anh chị mua 3 hộp được tặng 1 hộp sủi anh chị nhá. Còn khi mà anh chị mua 1 hộp lẻ thì anh chị cũng được trừ 166.000 đồng. Collagen DC Plus và collagen sủi đó ạ, mua 1 hộp cũng được trừ anh chị nhá. Đúng rồi, 1 hộp thì trừ 166.000. Nếu mà các chị mua 3 hộp DC này các chị sẽ được tặng thêm 1 hộp sủi. Còn nếu mua 3 hộp sủi tặng thêm 1 hộp sủi và trừ 166.000 đồng cho các chị nhá. Cảm ơn Nguyễn Nội. Ok anh Tú nhá. Các chị bánh kem gì mới hỏi em là mua cái váy đâu đẹp mà nhắn tin cho em. Về fanpage của em nhắn tin cho em liền. Fanpage Sa Băng và fanpage Nhật Lệ anh chị có cái thắc mắc gì, có cái gọi là gu thời trang nào cần hỏi chúng em thì inbox nói chuyện riêng anh chị nhá. em bán đâu sáng. Bán đâu sáng. Anh gì nữa là ước gì nắm tay băng anh Huỳnh Vạn, cái tay em hơi to hơi xấu á, nắm lại em nắm tạm nhá. Thôi để em nắm hộ cho. Đỉnh dịch cuối live rồi nên hát không nổi. Dạ đúng rồi, chúng em cuối live rồi nên cũng mệt mà anh chị. Con người mà đúng không ạ? Hát từ đầu đến hát từ khúc đầu thì còn đúng khỏe rồi, được chứ. Đúng rồi. Bây giờ là nói này xong mới hát thì cũng phải hết hơi cho anh chị đúng không ạ? Chứ mà hát như máy thì chúng em hát nhép rồi đúng không anh chị ơi, nên là anh chị thông cảm cho chúng em nhá. Không nói rồi phải không lẽ.
ai em sống sao cũng được. Dạ, sống sao thì chỉ cần là những người xung quanh của mình và bản thân mình luôn luôn vui vẻ là được. À, đúng rồi. Em chỉ thích em chỉ muốn là tất cả mọi người ai cũng vui. Đúng. Ai cũng vui, gặp ai cũng vui thì mình cũng vui. Đúng chứ rồi. Đi đâu mà ra gặp cái mặt trần dần làm sao mình vui được. Mặt nó cứ lư lư này nó buồn lắm anh chị. Chứ bằng gì đó mặt như cái thớt. À, mặc không, cái mâm mà. Thỉnh thoảng là mình cũng gọi là bị một cái chút gọi là tâm lý của mình là mình hay mặt nặng mày nhẹ với người khác một chút, nhưng mà khi mà sau lúc đó là mình cảm thấy tội lỗi anh đúng chị rồi. Mặc dù là mình không muốn như thế đâu, nhưng mà chắc là chị bị một hai phút thôi nhỉ? Đúng rồi, là lâu gọi là hơi buồn đấy anh chị, nhưng mà khi mà lên live thì nói chung lúc nào cũng phải vui vẻ với anh chị nhất có thể anh chị ạ, bởi vì khi mà anh chị mất cái thời gian vào đây xem chúng em rồi thì anh chị phải nhận được một cái sự thoải mái, một cái sự vui vẻ đúng không anh chị? Anh chị mới ở đây với chúng em đúng không ạ? Vô mà thấy hai đứa mà cái mặt trầm dâm thôi đi ra anh chị ơi. Sao không bị lây cái tiêu cực đúng không? Mình phải luôn luôn có cái tích cực thì mình muốn vào để hưởng ứng theo để mình vui đó. Tự nhiên anh chị đang tích cực mà vào đây nhìn thấy mình tiêu cực anh chị tự nhiên buồn theo đúng không ạ? Không tội gì phải như thế. Cứ tích cực lên đúng không ạ? À, đang tích cực ở phía trước bầu trời hai cây hộp kem chống nắng là tích cực liền nè. Anh để lại số điện thoại với em à. Để lại số điện thoại. Mua hai hộp em tặng cho mình một hộp luôn nha. Phía trước bầu trời đó, phía trước là bầu trời trong xanh nè. Mình phải tiến lên. Đang định giơ tay lên. Tim này hơi méo em ơi, em về đây tí. Hơi méo hả? Dạ, được chưa? Ok. Người tốt cảm người ơn. Tốt, dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị Hằng Lê, Nam Phúc nè, Phan Trinh, Hoa Quả Vân. Hôm nay có lẽ là live lâu lâu với anh chị một tí rồi nói chuyện với chị tí được không ạ? Uống cái đấy có hát hay được như em không nhỉ? Hay thì uống 10 hộp. Thật ra cái collagen ấy, nó làm cho cơ thể mình nó thứ nhất là da đẹp nè, gân cốt ok, tinh thần thoải mái, hát hay liền. Dạ. Anh đặt số điện thoại đi anh Biển, anh để lại số điện thoại đi. Và anh cứ vào trong đây xem chúng em like này. Đúng rồi. Tự nhiên anh thích hát. Mà anh thích hát nhiều, anh hát nhiều tự nhiên thành hay đấy anh ạ. Đó. Đúng rồi. Ok, thì anh phía trước bầu trời đã có số đó ạ. Chị ạ, cảm ơn chị. Nhiều muốn có dùng collagen được không bạn? Phải xem cái mụn mình như thế nào và dùng cái loại collagen nào. Và trước tiên là chị nội phải uống thật là nhiều nước giúp em. Để cơ thể chúng ta đào thải những độc tố bên trong người chúng ta ra ngoài qua đường mồ hôi, đường đi toilet đó, kiểu như vậy đó. Là chúng ta sẽ được ấy hơn, ok không? Trường bên nhóm nhắn rồi. Nếu em được lựa chọn, ấy tí xíu hai chị mình hát bài đó đi. Bây giờ okay. Tư vấn một tí xíu nha các anh chị nha. Cho chúng em nói chuyện một chút được không ạ? Đúng rồi, các anh chị mua cái sản phẩm nào thì các anh chị cứ hỏi mạnh dạn hỏi đi. Tại vì mình mua, mình là khách hàng mà. Mình chưa hiểu về cái sản phẩm đó thì mình có quyền được hỏi. Và tụi em phải đáp ứng cái quyền lợi của các anh chị và trả lời cho các anh chị biết bằng một cách, một giọng nói rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tình cảm đấy. Đó là trách nhiệm của tụi em là phải như thế. Còn các anh chị thì cứ việc hỏi. Tụi em tư vấn cho anh chị, các anh chị hiểu rõ về sản phẩm của em thì các anh chị mới dùng được chứ đúng không? Không hiểu thì dùng làm sao được, đúng không? Không thể nào mà dùng cái sản phẩm mình không hiểu được. Đây, cái tay của em đánh từ đầu giờ kem chống nắng, kem body nó vẫn còn nguyên đấy anh chị nhá. Anh chị cứ tin tưởng. Một kem chống nắng có tặng gì không chị? Dạ, tặng cho mình cái phí giao hàng. Không có tính tiền giao hàng cho mình ha. Nếu anh chị mua 2 chống nắng thì sẽ được tặng 1 đấy ạ. Tăng cân ạ, tăng cân thì dành cho người lớn sẽ là hạt điều chính 2 hộp 600.000 nhá. Còn trẻ em từ 7 đến 12 tuổi thì là 1 hộp là 350.000 nhá. Cảm ơn chị gái Đô Trần nha. Dễ thương quá, em dễ thương quá. Hai cô này đi học đi em. Anh chị toàn dành những lời lẽ gọi là rất là yêu thương, đọc là chỉ muốn đọc mãi anh chị ạ. Nhìn thấy anh chị là yêu đời ngay, tại vì các anh chị là động viên rất là nhiều. Anh chị khen mình nhiều. em biết là tụi em hát chưa hay đâu. Đẹp gái cũng chưa đẹp bằng ai hết. Quan trọng là tinh thần này. Đúng rồi, các chị khen tự nhiên cái ồ mình hay hả ta, mình hay thiệt hả ta. Thế thì phải cố lên. Mình đẹp thiệt hả ta, cái tự nhiên vui lên. Đó. Hay vậy lắm á các anh chị. Hai em hát hay quá, hát hay để bán hàng cho nó nhiều. Dạ cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều đã khen tụi em và nhất là các anh chị đã dùng sản phẩm và để lại những feedback đó, những cái trải nghiệm của chị như thế nào, các chị trả lời thật cho các chị mới vào xem là tụi em rất là cảm ơn các chị luôn. Hai kem chống nắng ok Bi Tử, ok chị. Nói chung là những anh chị nào mình đang sử dụng sản phẩm của bên em thì anh chị cứ để lại những cái phản hồi cho chúng em, xin những cái phản hồi đó anh chị nhá. Để cho những anh chị nào mà mình chưa sử dụng á, mình chưa tìm hiểu rõ về sản phẩm thì mình có những anh chị đó có thể đọc được những comment của anh chị và tin tưởng hơn và gọi là có cái động lực hơn để lại số và dùng thử sản phẩm của bên em đúng không ạ? Ôi trời, 70 tuổi thì chắc là chưa, không được đâu Vân Nguyễn ơi. Dạ. Hai chị hôm nay live muộn vậy. Hôm nay tại vì sao các anh chị ở đây còn chị rất yêu thương là... Nhiều các anh chị ngồi đây mà sao không, mình xuống được. Không được. Xuống. Không thể. Không thể xuống được anh chị. Phải ngồi đây nói chuyện với anh chị một chút nữa đúng không ạ? Hai em live như vậy là quá hay rồi. Dạ, cảm ơn chị Phạm Hương. Tại vì các anh chị biết sao, một khi ví dụ mà các chị chú giống như em đi hát ngoài sân khấu đi,
em chỉ hát một bài hai bài thôi cùng lắm thì nó bài. Sẽ trọn vẹn hơn. Còn đôi hát dài hát cả mười mấy bài vậy, đương nhiên nó sẽ có bài yếu, bài khỏe. Đúng rồi. Có lúc này lúc kia, có lúc nghe nhạc tự nhiên ủa chết rồi mà hát bị trên mất tiêu cái flow cái chỗ đó, hoặc là ơi không nhớ lời rồi, nhìn lời bị sai cái nọ. Nhưng mà các anh chị nghe, các anh chị vẫn thông cảm cho tụi em được đúng không? Tại vì các anh chị nào đã từng hát karaoke hoặc là tại nhà tự hát thì các anh chị sẽ biết là ngồi hát nhiều như thế này là sẽ mệt. Còn các chị nào chưa hát hát gì có chút xíu nghỉ vậy dạ. Là các chị chưa hát đôi khi là chúng em hát nhiều, chúng em tự biết cái lượng của mình á, nên là sẽ tạm dừng một chút để mình nghỉ, thì mình lúc sau mình sẽ hát nó bền hơn đấy anh chị. Đúng còn rồi. Mình hát xuyên suốt nhiều quá thì họng xong mai nghỉ luôn, cái họng của mình nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều anh chị ạ. Nó bị kỳ cố quá rồi, quá cố luôn. Chúng em nhiều khi là toàn bị đau họng anh chị ạ, nó hát nhiều anh chị. Trời ơi, em phải luôn luôn có uống nước giá viên ngọc rồi cái này kia, phải có kháng sinh bên người, nó nhiều khi nó viêm nhiều quá phải uống kháng sinh. Khổ lắm đấy. Những anh chị làm giáo viên hay là những anh chị nào mà cần nói nhiều nó chắc là sẽ hiểu hơn đúng không ạ? Mình cần cái cổ họng mình nhiều đôi khi nó sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nghìn người đang thức cùng hai chị em. Cảm ơn. Dạ bởi vậy. Ok, tin chất cổ họng bên em hết rồi nha. Mình bu collagen đi các anh chị. Collagen này nó cần thiết cho làn da chúng ta và cái gân cốt của chúng ta dẻo dai hơn này. Collagen sủi thì nó có thêm, tất cả các dòng collagen đều có bổ sung thêm nhiều vitamin và biotin giúp cho mái tóc và móng tay chúng ta khỏe nè, bổ sung thêm nhiều cái vitamin cho cơ thể chúng ta. Một hộp collagen sủi trị giá 1,1 triệu và chúng ta mua 3 hộp trị giá là 3,3 triệu, tặng thêm một hộp 1,1 triệu và trừ 166 ngàn nếu mà mình không lấy cái phần quà 16 tháng 6 ha. Còn cái collagen DC này thì trị giá 790 ngàn đồng và các chị mua 3 hộp là 2,370 ngàn đồng, và các chị mua 3 hộp tụi em tặng cho các chị một hộp sủi là hai bạn này sẽ gặp nhau. Còn nếu mà các chị mà mua một hộp thì nó không gặp nhau được, mua 3 hộp DC thì sẽ được gặp em sủi này. Chúng ta phải kết hợp cho hai em đấy nha, đừng xa cách nhau quá. Dạ, không có giảm cân nhá chị nhá. Có anh chị nào mình có những câu hỏi nào mình cứ lên đi ạ, chúng em sẽ trả lời và live với anh chị tầm 10 phút nữa thì sẽ xuống live để cho anh chị sẽ có những cái thời gian nghỉ ngơi anh chị ha. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chân thật. Dạ, cảm ơn chị Lam Nguyên đã cùng thức với tụi em trong buổi live ngày hôm nay và tất cả các anh chị luôn. Không biết nói làm sao trong lần mà tỏ cái lời mà kiểu như vài trăm ngàn lần lời yêu cầu, lời cảm ơn trong lòng mình ta. Không thể bày tỏ được. Không biết làm sao để bày tỏ. Thôi, lát nữa về fanpage á. Mình viết một cái trạng thái cảm ơn tất cả anh chị đó, là những cái chị đã đọc được hết đó đúng không ạ? Các chị có ai mà chưa có like cái fanpage Sa Băng và là fanpage Nhật Lệ không các chị? Vào thả cái like theo dõi. Cho chúng em xin một cái lượt theo dõi anh chị đúng nhá. Đúng rồi, thấy tụi em mà đăng hình gì đẹp á, hơi xấu cũng được. Lỡ mà cái hình nó hơi xấu thì cũng vào khen đẹp anh chị. Đừng có chơi xấu nha. Để cho chúng em lần sau có cái coi là có cái động lực để đăng ảnh tiếp anh chị ạ. Dạ đúng rồi. Hai em xin collagen chị đặt lâu về thế em. Bên mình có gọi điện cho mình chưa ạ? Nếu mà gọi điện cho mình rồi thì chắc chắn mình sẽ có đơn, và đơn hàng đang đi hối nhanh quá nó té. Chậm. Và anh chị nhớ cái số chốt đơn duy nhất là 08 từ Q8 từ Q1 anh chị nhá. Nếu mà số đó chốt đơn thì là chuẩn rồi anh chị ha. Nghe lễ Nam em kìa, hai bạn này vừa xinh vừa dễ mến cũng hát hay kìa. Cảm ơn chị Nam em ạ. Cảm ơn hai chị gái. Nắng tặng một tẩy tế bào. Ok chị, để lại số đi. Hai chồng nắng em tặng cho chị một tẩy tế bào nhá. Hoặc là sữa ok, ba collagen thấy rồi. Thấy số điện thoại của các chị rồi. Tế bào hoặc sữa rửa mặt chị chọn là ok chị nhá. Chị cute phô mai que nhá. Nhớ xịt tóc nha các chị. Hồi đợi em cột tóc lên các chị thôi. Cute phô mai quá. Phô mai quá. Cute phô mai quá. Phô mai quá. Đó. Trở lại các bạn Facebook. Ok, lát nữa em về em nhìn lại nhá. Cái fanpage mình đâu kết bạn được đâu. Nó Facebook, chỉ là ấy Facebook được thôi. Cá nhân. Tôi cá nhân thì tùy theo, nếu mình nhiều quá mình cũng không ấy được. Không thông báo ấy ạ. Nhiều đôi khi bị nhiều bị ẩn khổ ấy chị. Lắm. Cảm ơn chị Đỗ Trần. Tinh thần rất là quan trọng. Hát bài nữa đi hai em. Dạ ok các anh chị. Hát đi. Ngồi nói anh chị muốn nói ngủ. Hoài. Anh chị muốn ngủ ấy. Bây giờ là anh chị đang gọi là mắt. Nhanh lên các em ơi, chị còn đi ngủ nào. Bây giờ hát một bài nhẹ nhàng cho anh chị rồi anh chị chuẩn bị đi ngủ là vừa anh chị nhỉ. Cảm ơn anh Michael Phạm nha. Anh ở lại đây nghe chúng em hát bài nữa rồi nghỉ này. Bài gì nhỉ? Nếu... chọn lựa gì? Ok luôn. Lệ Băng hát hay và dễ thương. Cảm ơn chị Hoa Quả Vân ạ. Chị Bùi Hồng Dung, để em để số điện thoại mua collagen. Đã có ai chốt cho chị chưa hả chị Dung? Ok, hát bài. Okay. Nếu em được chọn lựa bài này thì chắc là sẽ hợp với... tầm này đấy anh chị nhỉ, gần 11 giờ rồi hát bài nhẹ hợp nhẹ với nhẹ tầm nhẹ này sự kết hợp này được dắt nhau và xuống kết hợp anh chị cũng được anh chị nhỉ, hai đứa nắm tay xuống sân khấu được rồi đấy. Được đấy. Mai đi show nhớ gọi lệ nghe. Cảm ơn tất cả anh chị và chắc là giờ cũng
Ok. Tạm biệt anh chị, để cho anh chị sẽ có một cái giấc ngủ trọn vẹn để Tường Vi kem trong nắng. Dạ ok. Và trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì tụi em cho phép em nói một chút xíu nha. Bởi vì cái sản phẩm bên em các chị có thể để lại trong những lúc mà tụi em offline xuống rồi, các anh chị để lại số điện thoại thì vẫn sẽ chốt đơn được ha. Và các anh chị nhớ là để lại số điện thoại trong buổi live hôm nay để có thật là nhiều ưu đãi của đến từ DC nha. Cảm ơn tình cảm của các anh chị rất nhiều. Ok, Tường Vi thấy số điện thoại của mình rồi ạ. Các anh chị chỉ cần để lại số một lần thôi là sẽ nhảy qua bên. Các anh chị để hai lần, ba lần là sẽ nhân viên gọi hai ba lần luôn các anh chị, nhiều khi sợ phiền các chị thôi. Chứ thật ra thì cũng không có sao. Em sợ là nhân viên không biết gọi hoài thì cho các anh chị thì sẽ hơi phiền cho các anh chị ha. Ok, thank you very much. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các chị ngủ ngon. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi chúng em ạ. Các anh chị bên Mỹ chắc chưa ngủ đâu, đi làm đó. Chúc tất cả các anh chị một ngày thật vui tươi và cho nên niềm hạnh phúc. Chào, I love you.